Tổ hợp PSM đã chính thức chuyển giao cho lục quân Đức lô xe chiến đấu bộ binh Puma đầu tiên tại bãi thử Unterlitz. Việc chuyển giao trên là một phần trong hợp đồng cả gói được Bộ Quốc phòng Đức ký với PSM hồi năm 2009. Theo đó, lục quân Đức sẽ được cung cấp 350 xe Puma, gồm 342 xe phiên bản chiến đấu và 8 xe sửa chữa, hỗ trợ. Đại diện PSM tuyên bố việc thực hiện hợp đồng trên sẽ hoàn thành vào năm 2020. Trong bối cảnh an ninh châu Âu diễn biến phức tạp, giới chuyên gia quân sự nhận định, số lượng xe Puma quân đội Đức đặt mua có thể lớn hơn nhiều so với hợp đồng trị giá 4,3 tỷ euro đã ký năm 2009. Dự kiến sau khi được tiếp nhận, lô xe Puma sẽ hoạt động thử nghiệm tại các vùng khí hậu khắc nghiệt tại Na Uy và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Xe Puma dài 7,33 m, chiều rộng 3,71 m, chiều cao 3,05 m, được thiết kế để chở chín lính kíp xe 3 người và 6 binh sĩ. Động cơ 800 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 75 km h dự trữ hành trình gần 600 km. Xe được trang bị các hệ thống điều hòa không khí và phòng hộ sinh hóa hạt nhân. Vũ khí của xe chiến đấu bộ binh Puma gồm một pháo 30 ly và súng máy đồng trục 5,56 ly bố trí trên tháp xe điều khiển từ xa. Ngoài ra, xe còn trang bị thêm một tổ hợp tên lửa chống tăng đa dụng MENS. Xe có thể chở theo 9 người thành viên kíp lái và sáu binh sĩ và phối hợp tác chiến tốt với các đơn vị tăng Leopard 2 của lục quân Đức.